Rồi xin mời cho bác tiếp tục cái video vừa rồi nó bị gián đoạn nên là giờ em quay thêm video nữa. Đến con số 8 ấy bác nhá. Đó, con mài quân. Công suất 100V, công suất 200W điện 100V. Đó, để rất êm cho bác nhá. Con này là 450k nhá. Chưa có phí ship đâu bác nhá, chỉ không có con nào có phí ship đâu. Con số 9 thì con đổ tôn. À con này con cắt tôn nhưng mà đổ tôn. Con đổ tôn là con trước. Con này đổ tôn, đổ tận 2 ly nhá. 2200 vòng trên 1 phút, công suất 240W của Hitachi. Nói chung Hitachi em thấy chạy êm nhất là cái dòng máy đời cổ này, đời trước của nó này. Cực kỳ êm nhá. Nghe tiếng máy của nó, kể cả máy khoan hay là máy cắt hay máy gì của nó, cái đời mà đời cổ mà nó hay đóng cái chữ biểu hiện là biểu tượng của Hitachi lên đây này. Chạy rất êm. Đây là miếng tôn em thử cho bác cắt này. Nói chung là cắt nó rất ngọt các bác nhá. Tiếng máy này nhỏ xíu. Nhưng các bác kiếm con máy này cái giá này cũng hơi khó đấy. 650k nhá. Bác cứ xem con này trên mạng người ta bán bao nhiêu để biết. Nói chung là mấy con đồ tôn đó này, mấy con cắt tôn này nó không có nhiều đâu bác nhá. Mà con này các bác lấy thì em sẽ thay cái ổ cắm của nó, nhưng mà ổ cắm Nhật nhá, không phải ổ cắm này đâu. Con này bị vỡ nhưng mà em thử cho máy em chưa kịp thay ấy. Con số 10 mà cái con này mất tay cầm nhá. Lúc em mua cái máy là nó có cái này luôn thôi chứ nó không có cái tay cầm ở nó. Đó. Phải rõ cho các bác biết con này của Makita nhá. Công suất là 330W, kẹp 13 ly. Đó. Muốn chuyển bê tông chuyển bên này, quan sắt con gỗ bên này. Ăn thường. Đó. 2 chế độ. Con này mà các bác đục khoan tường thì khỏi suy nghĩ nhé, mà em khoan nó rồi em đã gửi ra ngoài Lào Cai. Nói chung là con khoan này em bán khoảng mười mấy con rồi, rất là nhiều, nặng lắm, gần 4 kg, khỏe. Nhìn nó nhỏ con, công suất 330W vậy thôi, nhưng mà nó làm việc thì không phải nhà như vậy đâu các. Đấy cổ mà công suất nó nhỏ thôi, nhưng mà cái máy của nó thì cái bộ răng chuyển động nó rất là, em không biết nó thiết kế kiểu gì nhưng mà rất là khỏe. Bình thường như máy của mình 330W chỉ bắn vít thôi, làm sao mà khoan bê tông được, khoan tường được. Rồi đến con số 11. Rồi là con chà nhám tăng của Hitachi đây. Con này sản xuất năm 1964 rồi. 64, 65 gì đấy. Giống như con người trước, nhưng mà con kia thì mới hơn con này nhiều. Đó, con này 800k các bác nhá. Nó xài giấy nhám là 100 x 555, điện 100V nha các bác nhá. Em bán hàng Nhật điện 100V, chỉ con vừa rồi là con số xanh xanh đó là hi hữu thôi. Đây ngoại hình của này đây, nói chung là rất là nặng nha các bác nhá. Mấy con Hitachi đời đầu tiên này là nó đúc hết nên cái nhôm nó rất là dày, nó không như mấy đời như sau này đâu. Mấy con này bác bỏ giấy nhám vào như bác chỉ cần đặt lên thôi chứ cũng chả cần phải tì đè gì cả.
sản xuất từ năm đó đến giờ cả mấy chục năm, năm hơn 50 năm rồi mà máy nó vẫn còn được như vậy này. Khá tốt rồi bạn. Rồi đến con số 12. Con này em bán 200k. Con này có vấn đề tí là chỗ chạy một lúc là nóng máy, nóng ở trên chỗ cái này. Anh em biết do bạc đạn hay gì thì không biết. Đó, để bây giờ em bán con này 200k thôi. Mài Zobi nhá. Con số 12, 200k. Con số 13 là con khoan của Kosoku. Nói chung hãng này cũng tốt lắm, của Nhật. Dây đồng đằng trong, cổ góp đằng trong của nó còn rất là mới các bạn. Chuyên người quan sát con gỗ đầu kẹp 13 ly này bán 400k các bác nhá. Mấy con đời cổ như tuy vậy nhưng mà tiếng kêu với cả độ bền nó rất là tốt so với mấy con máy vỏ nhựa thời bây giờ. Số 13 là 400k. Con số 14 chưa? Con này mốc rãnh của Toa nhá. Toa con số 14. Máy mốc rãnh của Toa. Nắp bằng lưới 4 phân nha các bác nhá. Con này đang gắn lưới 3 phân 6 hay sao này. Đó, lưới còn rất là mới nha bác nhé. Công suất của máy là 1100W, 8500 vòng trên 1 phút. Đó, bác nghe tiếng kêu của nó chưa? K các bác nhá. Con này dành cho các bác làm cửa, cung bao cửa cái thứ thờ mộc này. Số 15, con 13 ly Yeti giống con vừa rồi. 400k. Con này sản xuất năm 1996. Chuyên dùng khoan sắt với khoan gỗ các bác. Tua chậm 1100 vòng trong phút, không có đảo chiều các nhá. Cái đó nó không làm đảo chiều đâu. Con số 17 là con cũng mốc rãnh của Hitachi. Con này em chưa có lắp dây điện nhưng mà máy chạy ok các bác. Em mua thì em sẽ lắp dây điện vào. Con này nó cũng mốc rãnh cỡ lớn như loại vừa rồi đấy. Nhưng mà lắp được lưới 3/6. 17, 500k. Nói chung là các bác không mua được cái giá đó đâu. Máy nó nặng 10 cân. Ở hôm nay em có hai con đặc biệt. Thằng bơm. Con bơm này là của Nhật nha bác nhá. Đây. Tất cả là chữ Nhật này. Nó có bình chữ hơi đây. Đây là bơm rất nhẹ nhá, nó không phải như mấy con bơm Trung Quốc kia nha bác nhá. Đây là con bơm của Trung Quốc đây. Con này trước em mua bơm xe đạp đây.
Đấy, nó cứ dài được chắc được 20 hai mấy phân, 30 phân đấy. Đó, 30.000. Bơm thì mệt thôi rồi luôn. Nhẹ. Đó, này chắc chỉ khoảng hơn nặng 2 lạng tí. Nó của Trung Quốc đây. 30.000 đó. Con mà dài hơn là nó 70 hay 80 ngàn gì, 90 ngàn gì. Nếu mà dài như con bơm này. Đó, nhưng mà bằng nhựa các bác nhá. Và cái vòng ngoài này cũng chắc nó cũng bằng nhôm. Còn con này là giá của nó 170 bác nhá. Chưa có bị ship nhá. Đó. Nó có bình bơm, có bình chữ nên là nó bơm rất nhẹ. Để nó để bằng gang đúc. Đó. Bác ở nhà bơm xe máy cũng được, nhiều khi có con này nhà rất là tiện. Các bác nhiều khi non hơi thì bác bơm tí thôi cũng được. Thế một đàn các bơm ngoài tiện là 3.000. Có chỗ không lấy tiền nhưng mà đa số người ta lấy tiền là nhiều. 3.000, 2 bánh 5.000. Thì các bác có cái bơm này nhà rất tiện, nó nhẹ lắm các bác. Đó. Thì cả bác bơm vào xe máy ngứa nó cũng muốn nhẹ. Này. Cái này nó làm nhựa rất là tốt nhá, không phải mấy cái nhựa vớ vẩn kia đâu nhá. Đó. Nhựa nó đúc rất là tốt. Bơm này giống bơm ngày xưa. Bơm này em rất là nhiều không nhá. Nó có đầu chuyển đổi đúng không? Đó. Đây các bác mở này ra, rút ra. Đấy, cái này bơm bơm xe đạp này. Còn này bơm xe máy này. Còn cái này nó bơm mấy loại bơm gì đây, con này nó còn nguyên, cái này là bơm bóng này, có kim bơm bóng này. Con này mất kim bơm bóng đâu rồi, tôi chắc có mà mất đâu rồi. Còn ba cái này nữa mới nó chuyển bơm cái gì, hai cái này là một cái bơm này là 170.000 nha bác nhá, chưa có phí ship bác nhá, bơm của Nhật. Nhưng có con bơm ở nhà này rất là tiện các bác. So với bơm Trung Quốc thì các bác xài còn lâu mới hư được nó đó. Bơm rất là nhẹ nhàng đó. Rồi, video của em đến đây là hết nhé. Xin chào các bác nhé. Thì đây cái găng tay của nó đây. Đó. Nói chung là trên hết găng tay thì em sẽ báo với các bác. Còn đây có mấy con chả nhám này thì em cũng bán rồi. Con cưa kia em cũng bán rồi. Mấy bào em cũng bán rồi. Đó. Cảm ơn các bác đã tin tưởng. Đây. Em chưa đóng được cho các bác. Rồi, xin chào các bác nhé.